Xin chào cả nhà ha. Thì hôm nay là cá này là cá nục các bạn. Cá nục này ta gọi là cá nục mọng nha. Nhỏ nhỏ ha. Có một loại cá nục nục suông nữa. Nục suông là cái da nè. Nó sẽ xanh xanh ha các bạn ha. Còn cá nục mọng, cá nục sò thì nó sẽ là màu trắng này ha. Hai loại cá nục thì trong dòng cá nục mọng, cá nục sò là ăn ngon nhất nha. Còn cá nục suông thì nó hơi khô và cái độ nó không có béo bằng cái cá nục mọng đâu nha. Đây, hôm nay cá này mình sẽ kho với lại da heo nha. Đây nè. Da heo. Bây giờ mình sẽ đem đi luộc cái da heo này trước nha các bạn. Luộc trước, luộc chín nha các bạn. Rồi, mình cho nó vào xong mình luộc. Luộc trước này. Để luộc da heo thì mình bỏ một hành tím các bạn cho nó thơm ha. Rồi chờ nó chín thôi. Rồi trong khi chờ nó chín thì mình sẽ làm cá nục như các bạn. Sơ chế này cái. Cái này chỉ cần làm vậy thôi ha, giữ nguyên cái đầu luôn. Rồi, ok ha. Cá mình đã làm sạch. Rồi, cái phần da heo nó chín nè bạn. Xỉ cho nó ra đây ha. Đây, cho nó dùng đây luôn. Ok, da heo này mình sẽ xỉ sẵn một miếng vừa ăn nha bạn. Rồi, mình sẽ bỏ hành, tỏi và ớt nha bạn, vô bàn tay bạn. Táo này cho nó thơm lên, bắt đầu mình sẽ bỏ gia vị vào nha. Ok, giờ mình sẽ cho gia vị nha. Một muỗng, thêm nửa muỗng luôn. Bột ngọt ha.
thường hay bạn. Được 2 muỗng nha. Còn đâu 1 muỗng nha bạn. Mình sẽ cho cái da heo bạn luôn mình tạo cái này ha. Tạo cho cái này nó sẵn lên xíu là mình bỏ cá vào nha, bỏ nước bọt cá vào. Các bạn cho nước vào nha. Cho mình 1 muỗng màu ha. Bây giờ sẽ cho cá vào này, cho luôn nha mày. Cho miếng ớt xay các bạn, ớt xay. Cái này xoay các bạn cho vào cháo vào nắp cho nó rạc lại như vậy. Cho nó rạc rạc một tí nước như vậy. Béo lắm, nằm lại một xíu ha để coi thử nó chuẩn ra. Dường như mình sẽ nhỏ lửa rồi nha, để đưa lên lửa vậy. Cái này cá nục mộng nha bạn, kho da heo nha. Rồi cho nó sâu, nó rạt nước một tí bạn, nó rạt nước xuống xíu nữa là ok nha, tầm cỡ 10 phút nữa là được. Này chắc hào cơm lắm này. Rồi như vậy là ok rồi cả nhà. Này nước nó rạc thì là thấm tháp rồi đấy. Rồi xin chào và hẹn các bạn ở clip sau nha, bạn lửa nha. Wow.